các bạn thấy mình các bạn thấy mình chưa nè? Hello, và bây giờ mình sẽ bán nhanh những hàng tồn và mình sẽ thanh lý những món hàng mà nó đã bị hỏng tí thôi nha. Đây là cái thùng hàng mà mình gói cho các bạn hay gói đó. Đây là mình sẽ ghi họ tên, địa chỉ, người nhận và tổng thu hộ nha. Ở đây sẽ có phần thư là thư cảm ơn, còn đây là nó sẽ được giấu lại. Ok, mình không biết các bạn thấy không. Thấy rồi. Ơi trời, té trời trời. Oh my god các bạn ơi, các bạn hả? Mình không biết các bạn thấy là bị tiếp theo là phần hình. Ôi chung chua. Ôi trời ơi, cái bị phim quá này nè. Đây tiếp theo là phần hình. Hình của mình á, tại mình lấy mình làm mẫu thôi. Đây là hình mười mấy á, chỉ còn bạn ấy. Bạn nói hình bự là bằng cách bạn vô GTN Shop và nhắn tin những hình ảnh mà mình muốn rửa. Và mình ship ở ngoài tỉnh ship trên 38, còn ở trong tỉnh mình ship trên 28 nha các bạn. Phí ship ở ngoài tỉnh là từ 30k tới 35, còn ship ở trong trong tỉnh là từ 20 tới 25. Đây là một tấm hình rất khá là bự. Rồi bây giờ chỉ cần bạn ghi bạn nói là mình in hình bự là mình biết cái hình này. Còn bạn in hình nhỏ, bạn ghi là mình lấy hình nhỏ, hình 69, là bạn nói hình nhỏ thôi là mình sẽ biết rồi. Ok. Rồi tiếp theo là phần bìa mochi. Mochi là mình còn 5 em, một em là 12k. Tại vì mấy em này đều mới nên em mình không có thanh lý. Tiếp theo là phần wixi. Wixi thì nó bị đây, nó bị dơ. Và bên đây thì bị rách, rách tít thôi. Đó, mình có giá cơ sở được một phần rồi. Mình thanh lý lại, mình thanh lý lại là còn 60k. Bớt rất là chậm tan luôn. Không, hay mua là uổng lắm ha. Hồi bữa mình bán 65 mà các bạn. Rồi, tiếp nha. Tiếp theo là qua phần này. Phần wood, wood lau và keo sữa. Đây là keo sữa cho này là 7k rưỡi một chai. Các bạn mua trên 3 chai, 2 chai mình mới ship nha. Còn nếu mà các bạn mua chung thì được 1 chai. Còn ủa, cái này phải mua trên 3 chai chứ. 3 chai mình mới đủ được. Cái này là bông mút nhỏ, mình chỉ còn một em duy nhất thôi. Ủa, mình còn tới 10 em lận. Muốn lấy mình lấy thêm. Em như thế này là 3k rưỡi. Không, 2k rưỡi thôi, 2k rưỡi chứ. 2k rưỡi. Nếu các bạn mua hết 10 em mình sẽ lấy cho bạn là 2k thôi nha. Tiếp theo là em này. Đây là bone mood để làm cushy nó hơi bự và dày. Là 3k rưỡi một em. 3k rưỡi một em nha các bạn. Rất là cũng được. Nếu các bạn mình có này tới 20 lần, bạn nào mua thì hãy nhanh lên nha. Tiếp theo là phần này thì mình có mấy con này. Các bạn thấy con mà các bạn thích. Ok, mình bán nhanh hết cái này, mình nhập hàng mới gì nha các bạn. Ok, video của mình cũng đến đây kết thúc rồi. Nếu mà các bạn thấy video của mình hay, hãy cho một like, share và subscribe. Đừng quên sao chép link để đăng lên Facebook để cho các bạn xem nhiều nha. Và nhớ là phải subscribe kênh trước khi xem nha. Tạm biệt các bạn, nhớ video sau.